Nghe đây nha. Được chưa? Ngày không này, ngày đây đi, ngày đây trước đi. Đào hả bác? Đào sao nuốt nước miếng? Mà thấy em nặng nhẹ nhàng ha. Không hề tổn thương da luôn đó. Ráng xíu bác ơi, sắp xong rồi. Cái đoạn này nó là xong rồi bác. Vô đây cái nó xốn bác à. Ừ. Còn ngay đây nữa, phút ngay đây nữa. Con xử cho bác rất mềm luôn liền. Đây bác về thấy con mắt nó sáng giới liền. Nó không còn đen nữa.
Bên em đẹp không thấy? Từ từ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi. Có đụng vô cái trồng không bác? Không. Không ha. Đây, nguyên cái vàng buổi sáng lên liền chị ha. Đây, con lấy cái con bự như đây. Có đụng mắt không? Cái mọc ngay mắt không chị bé ha. Vậy chứ nó không có bị ấy vô con mắt cũng sao. Cũng nặng cũng nhẹ chứ nó không ấy. Rồi xong, sắp xong rồi. Qua quần khác một xíu nha. Cho bác dịu lại chỗ này ra. Lấy được một lượng đáng kể. Đây xuống dưới vùng dưới này đi bé. Ok chưa? Dạ. Mm-hmm.